Kim Tiểu Long và Đức Thanh Hiền xin gửi đến tất cả quý vị một lớp tiếng đầu cải lương được mang tên Chuyện Tình Hàng và Tử Nha. Bài ca năm cũ đâu rồi, do tôi xin lại mảnh đời ngây thơ. Mai Đình,
đã đối xử tệ bạc với em suốt quãng đời. Con gái Mai Đình, em đừng giận anh nữa nha Mai Đình. Từ bên nhau vô đây, em chỉ mang theo có một món quà nhỏ. Cái gì vậy em? Đó là cái tên của mẹ, để anh không bỡ. Còn để lại trong lòng người con gái lúc liền. Tuổi xuân thời anh chưa nhớ người, giờ tàn phế em xin nhận về làm bảo vật. Chắc chắn còn ai đến đây dành giấc, không lẽ đời đợi em đừng nói thêm lời nào nữa cả. Đầy đủ lắm rồi ý nghĩa của cuộc tương ngộ quá đau thương. Hàng mặt tử chỉ là một danh mà người đời có thể bỏ quên khi ngủ thơ đã cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng những dần căng sen, khi anh đã là vậy nhân với kiếp sống tận nguyện. Bất diệt là cái tên nguyện trong trí của anh nè, cái tên mà anh đã bỏ quên em vào hồn trinh cất giờ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ là nỗi tiếng yêu.